lễ diễu hành của 398 học sinh trường Trung học cơ sở Tam Hưng nhân ngày khai giảng năm học mới, năm học 2019-2020 xin được phép bắt đầu. Đang dẫn đầu tiến vào lễ đài là đội xung kích của nhà trường, bởi danh dự với 16 bạn đội viên ưu tú ở các chi đội. Các em là những đội viên chăm ngoan, học giỏi và còn tham gia đắc lực các phong trào của nhà trường. Các em xứng đáng với niềm mong mỏi của bác, niềm tự hào của gia đình và niềm tin của thầy cô giáo. Vào lễ đài là khối học sinh lớp 9 với đàn anh đàn chị của toàn trường với 81 bạn học sinh. Cả khối đang hứa hẹn nỗ lực thi đua học tập, đạt kết quả cao trong kỳ thi cuối cấp và vào trung học phổ thông. Với những bước chân mạnh mẽ và đầy tự tin, đang tiến vào lễ đài là lớp 9A với 40 thành viên. Dưới sự chỉ đạo của cô giáo Lại Thị Lành, một cô giáo có bề dày kinh nghiệm và đầy lòng nhiệt tình trách nhiệm, trong lớp có rất nhiều bạn học sinh học giỏi, chăm ngoan, hát hay, múa dẻo. Lớp đã đạt nhiều giải thưởng văn nghệ trong các năm học trước. Trong thời gian tới, chúc các em tiếp tục phát huy thế mạnh của lớp mình để xứng đáng là con chim đầu đàn của toàn trường. Đang tiến vào lễ đài là lớp 9B với 40 thành viên. Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo chủ nhiệm Đỗ Tiến Dũng, luôn tận tâm với sự nghiệp giáo dục và rất yêu quý học sinh, lớp đang hứa hẹn sẽ đạt được nhiều thành công trong học tập và tu dưỡng đạo đức. Chúc các em thành công! Với trang phục gọn gàng, tác phong mạnh mẽ, lớp 8A đang tiến vào lễ đài. Lớp đã hội tụ rất nhiều nhân tài tương lai của đất nước dưới sự dìu dắt của cô giáo Mai Thị Cường, một cô giáo chủ nhiệm giỏi các huyện và thành phố. Lớp 8A đã và đạt được nhiều thành tích cao trong các năm học trước. Chúc các em thành công hơn nữa trong mọi hoạt động thi đua của nhà trường trong năm học mới này. Tiếp theo là các học sinh lớp 8B dưới sự dẫn dắt của cô chủ nhiệm Chu Thị Dương, nhiệt tình trong các bác chủ nhiệm. Rất yêu quý học sinh lớp 8B đang quyết tâm phấn đấu đạt danh hiệu tập thể thi đua vững mạnh. Chúc các em thành công. Bên và tận tâm với các em học sinh, các em rất nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường. Chúc các em
đăng ký vào đề tài là các học sinh quý báu, rất là nhiều bỡ ngỡ về trường mới, thầy cô, bạn bè mới. Nhưng các em đã có ý thức tổ chức tốt ngay từ đầu năm học. Dẫn đầu là lớp 6A với 40 học sinh, với sự dẫn dắt của cô giáo chủ nhiệm kẻ trung năng động đầy nhiệt huyết, cô giáo Phạm Thị Phương. Lớp đang không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những lớp tiên tiến xuất sắc của nhà trường. Chúc các em thành công. Thank you.